Rồi giới thiệu gì lại Rồi, chào chú Tấn, chào bà con trên thăm kênh ạ. Hôm nay thì em có về một số cây như là siro và mai chiếu thủy, bonsai mini để bàn nha bà con. Rồi, để giao lưu với bà con. rồi. Đây, đây là cây thứ nhất. Đây, đây là cây mai chiếu thủy. Đây, có cái dáng rất là quái nha bà con. Rồi bán cây đi, cây này Rồi, nhiêu? cái này có giá là 400k thôi. Cái này thần chậu rồi nha bà con. Rồi đo bề dài đi. Chiều dài là 32. Đây thân của nó khoảng 8 9 10 trở lại thôi. Rồi có Rồi, chậu luôn có ha. chậu xếp chậu cho bà con luôn nha. Rồi Cây số bốn 1 bốn có giá trăm là 400k. Đây là cây số 2, mai chiếu thủy kim giòn nha bà con. Đế rất là đẹp luôn. Này là người ta đã sắp đế từ nhỏ rồi. Đây, chiều cao là 20. Tán ngang là cũng 20 luôn. Đây. Vành thân là 14. Rồi, cái này có giá là 700k. 700 Bao ngàn ship toàn quốc cho bà con luôn nha, ship chậu luôn, cái này thần chậu hết nha bà con. chậu nhựa ha. Rồi, chậu nhựa. Đây là cây số 3. Cũng là cây mai chiếu thủy kim giòn luôn. Rồi, chiều cao là 25. Rồi Tán ngang là 22. Đây, đế đều 24 vào luôn nha bà con. Bốn mặt luôn. Đây, vành thân vị trí này là 17 nha bà con. Rồi, cái này có giá là 800k. Bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Đây là cây số 4. Cũng là cây mai chiếu thủy kim giòn luôn. Đế rất đẹp. Rồi, chiều cao 17. Tán ngang là 15. dính cái tay kia được không? Rồi, hoành thân là 10 Đó, được không? 14 nha bà con. Rồi, cây này có giá là 700k. Bao ship toàn quốc mai chiếu thủy bonsai để bàn mini. Đây là cây số 5. Đây, có thằng lắc lượng luôn. Chiều cao là 25. Đây, tán ngang 18. Đây, tổng cái hoành thân đế vị trí này của nó là 17 nha bà con. Rồi. Rồi, cái này cũng có giá là 700k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 6. Cái này có dáng rất đẹp nha bà con. Toàn cũng đều ấm rồi. Cao là 21. Tán ngang là cũng là 20. Đây, đế đều luôn, bốn mặt luôn. Đây, vành thân là 21 nha bà con. Rồi, cái này có giá 800k. Bao ship toàn quốc luôn, cái này thần chậu bà con cứ yên tâm. Đây là cây số 7. Cái này lá chung nha bà con. Cái này thần chậu ấm tàn rồi, rất đẹp luôn. Chiều cao 15. Tán ngang 15 luôn. Đây. Vành là 16 nha bà con. Rồi, 16 trừ hao như 15 thôi. Rồi, cái này cũng có giá là 700k. Bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Đây, cái này đế đều rất đẹp luôn. Cây số 8. Đây. Cái này lá chung nha bà con. Đế người ta sắp từ nhỏ rồi. Rồi, chiều cao 20. Tán ngang là 19. Đây. Tổng hoành thân là 18 nha bà con. Rồi, cái này có giá là 800k. Đế rất đều rất đẹp luôn. Cây số 8. Đây là cây số 9. Là một cây mai chiếu thủy kim giòn. Đế sắp đều rất đẹp luôn. Rồi, chiều cao là 26. Tán ngang là 25. Đây. Hoành thân cái này cũng lớn nha bà con. Đây, hoành vị trí này là 18. Rồi, cái này cũng có giá là 800k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này cái bông rất là thơm. Để bàn chơi rất đẹp luôn. Đây, cái này nó vô thế phong, thế kiển nha bà con. Rất đẹp luôn nha bà con. Chiều cao là 31. Đây, tán ngang vị trí này là 25. Đây, đế rất đẹp luôn. Đế sắp đều hết luôn. Đây, đòi trên cái cổ này cho mày con là 13. Rồi, xem Rồi. về. Cái này rất đẹp luôn. Rồi, cây số 10 có giá là 800k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 11. Đây, đế nôm lên rất đẹp luôn. Rồi. Đang ra hoa. Rồi, cao là 25. Tán ngang 25 luôn. Đế nôm rất đẹp. Đây. Vành thân là 14. Rồi, cái này có giá là 700k. Bao ship toàn quốc cây số 11. Đây em có về mấy cây siro nha bà con. Trái rất đẹp luôn, trái chín vẫn ăn được nha bà con. Đây là siro. Siro. Đây trái rất sai luôn. Trái chín nó màu tím đen. Có vị chua và chát nha bà con. Rồi, chiều siro cao đó. của nó là khoảng 1,4 m đến 1,5 m nha bà con. Lấy cái màu Đây. với cái hương. Tán ngang là 60.
Đây bộ đế cũng rất đẹp luôn, chơi bonsai kiển cũng rất đẹp luôn nha bà con. Đây cây này già cây lắm rồi. Rồi cây này có giá là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Cây này thường chậu bà con cứ yên tâm. Những cái này đây nào cũng đều ra trái hết nha bà con. Cây số 13. Cây này có cái dáng hình bay, tầng bay. Rồi chiều bay của nó 110. Đây. Tán ngang là 50. Đây hoành thân của nó cũng cỡ 89 thôi, trở lại thôi. Đây rồi. Nhưng mà già cây lắm rồi. Rồi bán cây. Rồi bán cây, cây này có giá là 1 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con nha. Đây là cây số 14. Đây trái ở đây bà con, trái rất đẹp. Đây, chiều cao là 95. Tán ngang là 55. Đây bộ đế cũng rất đẹp luôn. Mình đế rất bự nha con. Khoảng 10-9-10. Rồi cây này cũng có giá là 900k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây siro. Đây cũng là một cây siro luôn, trái rất là sai, quặn hết trơn. Chiều cao là 95. Tán ngang đo cái này đi. Cái này là 55. Đây trái rất sai nha bà con. Hoành thân cũng có 90 trở lại thôi. Đây. Rồi cây này có giá là 1 triệu mốt nha bà con, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Trái rất là sai. Đây là cây số 17. Cũng là cây sigo, trái nó đang lên trái non. Rất sai. Đây. Rồi. Chiều cao là 110. Tán ngang là 45. Đây, trái rất nhiều luôn nha con. Cho trái ha. Cái này cho trái rất sai rồi. Cây số 17. Rồi, cái này cũng có giá là 1 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Nó nơm rất đẹp luôn. Đây, vừa chơi kiển vừa ăn trái luôn nha bà con. Đây là cây số 16. Con nói cây số đó, cây số mấy? 17. 17 lộn rồi, giờ cây 16 nha bà con. Rồi, tại cái đem nó sập sắp lộn. Rồi chiều cao là 125. Tán ngang cũng khoảng 30-40 rồi. Đây hoành thân cả 89 trở lại nha con. Đây trái nhỏ rất là nhiều luôn. Rất sai luôn. Rồi cái này cũng có giá là 1 triệu luôn, bao ship toàn quốc. Cây số 16. Mấy cái này trái đều rất sai rất đẹp rồi. Đây em có mấy cây mai chiếu thủy với là kim thanh mai nha bà con. Cái này em bán cặp để cho bà con dễ chơi luôn. Đây em đo hạo chiều cao. Chiều cao là 24. Tàn đổ nó là 35. Cây thì tương đương như con hoành cũng cỡ bằng ngón tay bự ngón tay của em. Cỡ 7-8 trở lại thôi. Rồi có giá là 500k một cặp, số 18. Cho mai gì nhắc lại. Đây là kim thanh mai. Kim thanh mai. Đây. Đây cũng là một cặp luôn. Dán đổ luôn nha bà con, số 19. Cũng có giá là 500k luôn. Đây, chiều đổ của nó là 28. Tán ngang là 22. Rồi, 500k nha bà con. Cây này thần chậu sống tốt khỏe rồi. Này về chứ còn đợi ra bông nữa thôi là rất là thơm. Để bạn rất thơm luôn. Đây, cặp này thì hơi lớn hơn chút xíu. Cao là 24. Chiều đổ là 38. Đây, cặp này cũng có giá là 500k lên rồi con. Cặp số 20. Đây là cặp số 21. Đây, có cái dáng đổ. Này một cặp đều dáng đổ hết nha con. Cũng giá 500k luôn. Cây cũng tương đương thôi nha bà con. Rồi cặp số 21, bao ship cho bà con luôn nha. Đây là em có mấy cái phôi mai chiếu thủy, mới người ta mới vô dây thôi. Đây, cái này thần chậu hết nha bà con cứ yên tâm. Chiều cao là 70. Tán ngang là 35. Đây. Hoành thân là 21. Rồi cái này có giá là 500k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 23. Rồi, chiều cao là 75. Tán ngang là 30. Đây, đế nôm luôn, đế đều luôn. Vành vị trí này là 28 nha bà con. Rồi, cây số 23. Cây này cũng có giá là 500k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này về bà con lên chậu nuôi chơi bonsai rất đẹp. Đây con này có đế rất quái luôn, số 24. Chiều cao là 65. Tán ngang là 35. Đây. Đế nôm lên rất là cao quá nha bà con. Đây, hoành thân của nó là 13 nha bà con.
Vành đế này cũng lớn à. Hạo cái thôi. Rồi. Khoảng 70 đi. Rồi cái này cũng có giá 500k luôn. Bao ship toàn quốc. Đây em về cũng có mấy cây hồng ngọc mai nha bà con, để giao lưu với con, giá cũng mềm thôi. Đây cây số 25, cái này có giá là 250k nha bà con. Cây thần chậu rồi, ra bông rất thơm. Ra bông rồi. Đây, chiều cao 20. Hoành thăng bằng ngón tay các em thôi. Cây thần chậu rồi, bông rất thơm rồi, có giá 250k. Đây là cây số 26, cũng là hồng ngọc mai luôn, có trái luôn. Có bông thì có trái luôn. Cao cũng khoảng hai mấy. Đây. Hoành thăng cũng có bằng ngón tay cái của em thôi. Rồi cũng có giá 250k luôn. Rồi, nhắc số điện thoại. Bao ship toàn quốc, cây thần chậu. Nhắc số điện thoại. Số điện thoại của em là 0772 877278, đó là số Zalo và Facebook luôn nha bà con. Đây là cây số 27, cũng là cây hồng ngọc mai. Đây, chiều cao khoảng hai mấy. Hoành thăng cũng bằng ngón tay em thôi, cũng có giá là 250k. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn em. Đây là cây số 28, cây này có vành đế rất đẹp luôn, đế bự hơn nha bà con. Đây, hồng ngọc mai. Chậm thôi. Đây, chiều cao là 25. Cái này hoành thăng nó cũng cỡ 8 hả? Mà hoành đế rất đẹp. Rồi, cái này có giá là 400k nha bà con. Cây số 28, hồng ngọc mai. Đây là cây số 29, cũng mua đế nơm lên rất đẹp luôn. Hoành thăng cũng cỡ là 8. Đây, bông ra quanh năm nha bà con. Rồi, chiều cao 25, tới ngang 20. Rồi, có giá 400k luôn. Bao ship toàn quốc cây số 29. Đây số 30, đế nơm rất đẹp luôn. Đây để bàn nha bà con. Chiều cao là 30. Đây tổng hoành của nó này khoảng chừng 12 13 thôi. Đế nơm lên rất đẹp luôn bà con xem. Rồi có giá 400k cây số 30. Đây cây số 31. Cây hồng ngọc mai. Cây này thần chậu bà con cứ yên tâm. Cao là 40. Đây hoành thăng nó bự không có tay cái của em đó nha. Đế nơm lên rất đẹp luôn. Đây. Cây số 31 có giá 400k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây em có mấy cây linh sam độc biến cẩm thạch nha bà con. Đế quái luôn. Thăng quái rất đẹp luôn. Cây số 32. Em đo hạo chiều cao. Rồi chiều cao 28. Nói ngang là 15. Đây có thăng rất quái nha bà con. Rồi. Linh sam độc biến cẩm thạch cây số 32. Rồi. Thăng cả 9 ha. Thăng cả 89 thôi. Cây này có giá là 400k nha bà con. Cây thường chậu rồi nha. Này em ship chậu cho con luôn. Đây một cây quái. Linh sam độc biến cẩm thạch. Đây bông cũng rất đẹp luôn nha bà con. Rồi. Chiều cao của nó là 25. Thăng nó cả này cũng cỡ là 89 trở lại thôi. Có chia tay đầy đủ rồi. Cho bonsai rất đẹp cũng có giá 400k luôn. Đây cây số 34 cũng một cây thăng quái luôn. Đây cái lá nó cẩm thạch nha bà con, lá màu cẩm thạch độc biến. Đây thần chậu nha bà con. Rồi. Hoành thăng nó cũng 90 rồi, cũng có giá 400k. Bao ship toàn quốc luôn. Đây cây 35. Thăng rất là quái luôn. Ngưng à. Đây lá này. Đây lá cẩm thạch nha bà con cứ yên tâm. Rồi quay. Đây có đế rất quái rất đẹp luôn, có giá 400k luôn nha bà con. Hoành thăng 90. Đây em chỉ có một cặp lộc dừng thôi nha bà con. Cây số 36. Đây lộc dừng thả nước. Chiều cao 24. Đây cái hoành của nó là 14 nha bà con. Đây bắp tay của em. Rồi cái này chỉ có giá là 150k thôi. 150k bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Giá hữu nghị luôn. Đây cây số 37 cũng là cây cuối clip nha bà con. Đây lộc dừng thả nước luôn. Đây tay của em vậy đây. Rồi cao rồi. 15, 16 ha. Chiều cao nó cũng khoảng 120 thôi. Rồi cũng 150k cây số 37 cây cũng là ha. Cây cuối clip. Em cũng xin cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ dự kiện Thảo Nguyên bên nhà em. Nhờ cảm ơn rất nhiều. Rồi mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những video sau.